thích vốn kỳ lạ lắm. Liệu rằng ai có ngờ điều em thích? Điều mà em thích đó là thời trang, là một điều mà em từng ước mơ. Yeah. Điều mà em thích vốn kỳ lạ lắm. Liệu rằng ai có ngờ? Điều mà em thích đó là thời trang, điều mà em ước mơ. Điều mà em thích cũng thật ngộ nghĩnh, làm bộ hay giả vờ. Điều mà em thích chính là mạnh mẽ trong trái tim mộng manh. Điều mà em thích rất nhiều người nói chỉ là một giấc mộng. Chẳng một ai tin em là mọi thứ từng ngày từng phút giây. Điều mà em thích rất nhiều tự tin một ngày mai sáng ngời. Mọi người sẽ biết những điều em nói thành hiện thực. Em mang những sắc màu đẹp xinh viết trang sách cuộc đời. Riêng em giữ mãi một niềm tin trong từng hai tháng. Mọi người đã thấy điều mà em ấp ôm những tháng ngày và tỏa sáng khát vọng ngày xưa em từng mơ. Điều mà tôi thích đó là sáng tạo, là thời trang khăn rằn mà tôi từng mơ ước. Điều mà tôi thích đó là tự tin, là đem đến cho đời cá tính của riêng tôi. Điều mà em thích vốn kỳ lạ lắm, liệu rằng ai có ngờ điều em thích? Điều mà em thích đó là thời trang, là một điều mà em từng ước mơ. Yeah. Điều mà em thích rất nhiều người nói chỉ là một giấc mộng. Chẳng muốn ai tin em là mọi thứ từng ngày từng phút giây. Điều mà em thích rất nhiều tự tin một ngày mai sáng ngời. Mọi người sẽ biết những điều em nói thành hiện thực. Em mang những sắc màu đẹp xinh viết trang sách cuộc đời. Riêng em giữ mãi một niềm tin trong từng hai tháng. Mọi người đã thấy điều mà em ấp ôm những tháng ngày và tỏa sáng khát vọng ngày xưa em từng mơ. Điều mà em thích vốn kỳ lạ lắm, liệu rằng ai có ngờ điều em thích? Điều mà em thích đó là thời trang, là một điều mà em từng ước mơ. Yeah. Em mang những sắc màu đẹp xinh viết trang sách cuộc đời. Riêng em giữ mãi một niềm tin trong từng hai tháng. Mọi người đã thấy điều mà em ấp ôm những tháng ngày và tỏa sáng khát vọng ngày xưa em từng mơ. Điều mà em thích vốn kỳ lạ lắm, liệu rằng ai có ngờ điều em thích? Điều mà em thích đó là thời trang, là một điều mà em từng ước mơ. Yeah.